Nông dân Mỹ đổ bỏ hàng triệu lít sữa mỗi ngày do đại dịch. COVID-19 khiến lượng sữa tươi khổng lồ tại các trang trại Mỹ rơi vào tình trạng ế ẩm. Nông dân ở đây không còn cách nào khác ngoài đổ bỏ hàng triệu lít sữa mỗi ngày. Khi các nhà hàng, tạp hóa và trường học buộc phải đóng cửa hàng loạt do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nhiều trang trại chăn nuôi bò sữa tại Mỹ gần như mất hết khách hàng. Tuy vậy, đàn bò cần phải được vắt sữa mỗi ngày. Ảnh Reuters. Người nông dân không thể lưu giữ lượng sữa tươi khổng lồ này nên chỉ có cách đổ đi. Họ cũng chẳng thể từ bỏ ngành nông nghiệp này vì đã đầu tư rất nhiều công sức, tiền bạc, phóng viên nông nghiệp Orion Samuelson cho biết. Ảnh Reuters. Wisconsin là một trong những nơi chứng kiến cảnh đổ sữa nhiều nhất nước Mỹ và không biết thực trạng này sẽ kéo dài trong bao lâu. Ảnh Wisconsin Farmer. Dù chưa phải đổ bỏ lượng sữa khổng lồ, những người nông dân tại tiểu bang Illinois, sát Wisconsin, đang lo sợ phải chịu số phận tương tự trong tương lai gần. Ảnh Reuters. Theo phóng viên nông nghiệp Orion Samuelson, khách hàng lớn nhất của ngành sữa nước Mỹ là chương trình bữa trưa học đường quốc gia. Nhưng khi các trường học đóng cửa thì chương trình này ngưng hoạt động. Ảnh Chicago Tribune. Hợp tác xã sữa lớn nhất Mỹ, Dairy Farmers of America, ước tính nông dân nước này đang thải ra khoảng 14 triệu lít sữa mỗi ngày. Ảnh Reuters. Trong ảnh là hơn 15.500 lít sữa của một trang trại chăn nuôi bò sữa ở tiểu bang Idaho, Mỹ đang bị đổ thẳng xuống cống. Ảnh App. Vào hôm 17 tháng 4, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ trợ cấp 19 tỷ đô la Mỹ cho nông dân nước này để đối phó với đại dịch COVID-19. Ảnh Reuters. Ha ha ha, 问什么的说呵。